Tiếp theo là combo số 8 nha quý vị. Cái lô số 8 là một cái sọp đọt đỏ nha, 200k bao ship. Anh nào mua thì chuyển trước 100, còn lại shipper thu hộ. Cây này nó quái nha quý vị, siêu già luôn nha, cây này già dữ dội luôn nè. Bộ rễ nó quái nè, mặt trước mặt sau vậy luôn. Tôi mới vừa thúc nó lại nha quý vị, rễ nó nè, cái đọt nó đỏ chót, cái rễ nó cũng đỏ luôn nè nha quý vị. Rễ đỏ chót luôn, rễ buông dữ lắm, tôi mới tỉa hết rễ buông đó. Già dữ dắm luôn rồi. Sọp thì nó có nhiều loại nha, nhưng mà cái loại này là nó đọt đỏ nha, nó quái nha. Có một cây duy nhất cái đọt nó đỏ nè, đỏ mà đỏ chót luôn nha quý vị. Trong cái dòng sọp này là cái đọt này đỏ nhất cái giống này. Rồi xuống nha quý vị, lon một cụm tỷ lệ nè, 200 anh nào mua cọc trước 100, còn lại shipper thu hộ nè. Đó, cành nhánh nó đầy đủ, về mình vô nhôm mình chỉnh lại nó dễ quẹo rồi nha quý vị. Tại tôi đâu có thời gian tôi làm bán này. Rồi xuống luôn quý vị ơi.